Sâu rầy hại cây bằng cách chích hút hoặc ăn các bộ phận của cây như là lá, thân hoặc rễ. Chúng có thể gây hại nghiêm trọng bằng cách làm giảm khả năng quang hợp, hút hết chất dinh dưỡng và làm suy yếu cây. Hiểu được vấn đề đó, thuốc trừ sâu, dập rầy 80, đây là một giải pháp rất là hiệu quả cho việc kiểm soát và diệt trừ sâu hại trên cây trồng. Với các thành phần chính, đó chính là nitenbiram và bimetrogin, sản phẩm mang lại một hiệu quả rất là cao, diệt trừ nhờ vào công thức và cơ chế tiếp xúc vị độc với khả năng thấm sâu vào bên trong một cách nhanh chóng. Sự kết hợp hoàn hảo của hai hoạt chất tiên tiến không chỉ giúp tiêu diệt sâu hại một cách hiệu quả, mà còn đảm bảo hiệu quả kéo dài đến 2 tuần sau khi phun, ngay cả với những loài sâu rầy đã kháng thuốc trước đây. Đặc trị nhiều loại sâu chích hút như bao gồm các loài như rầy xanh, rầy nhớt, bọ phấn trắng, hay thậm chí là bọ trĩ, rệp mũi, rệp sáp, rệp vảy và rệp mềm. Pha 25g với 25 lít nước, lượng nước phun là 400-600 lít cho 1 hecta. Bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsuhuy.vn.